Sau bão số 12, đoạn đường sắt dài gần 30 mét đi qua đèo Cả, khu vực cảng Vũng Rô, tỉnh Phú Yên bị sóng biển đánh sập, khiến tuyến đường sắt Bắc Nam ngưng trệ nhiều ngày liền. Hàng trăm công nhân đã ngày đêm làm việc cực lực để sớm thông tàu trở lại. Khu vực bị sạt lở nằm trên ven giữa đèo Cả, lại có địa hình hiểm trở, nên toàn bộ hoạt động đi lại, vận chuyển vật tư đều phải di chuyển bằng đường sắt, nên các công tác sửa chữa, khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn, nhất là vào ban đêm. Hàng trăm công nhân luân phiên làm việc 3 ca một ngày trong điều kiện khó khăn như thiếu ánh sáng, máy móc nhưng vẫn đang làm việc cực lực ngày đêm. Toàn bộ khối lượng công việc di chuyển hơn 5.000 khối đá đều bằng sức người. Ông Đoàn Duy Hạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở đèo Cả cho biết, do khối lượng công việc quá lớn, địa hình hiểm trở khiến công tác khắc phục sửa chữa gặp không ít khó khăn. Mỗi ngày chỉ có thể chuyển được 100 mét khối đá. Với tiến độ thi công như hiện nay, dự kiến đến ngày 15 tháng 11, tàu có thể di chuyển được qua khu vực này với tốc độ 5 km/h.